Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến tham quan một siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 7x7m, thiết kế 1 trệt 3 lầu, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà thiết kế rất là đẹp, thiết kế với không gian phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và sân thượng nha quý vị. Với hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp cho đại đình mình, phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này thì nằm ngay hãng Mercedes-Benz đi vào, sát bên chợ và nhà thờ Hình Thông Tây. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà. Và căn nhà mình nằm trong con hẻm an ninh, hẻm trước nhà 3m, thẳng một trục từ đường lớn vào khoảng tầm 15m thôi, sau lưng căn mặt tiền nha quý vị. Khu này rất là an ninh và ổn định. Căn nhà chúng ta thì nằm trong con hẻm cụt và đầu hẻm luôn. Nhà thiết kế với hai lớp cửa, quý vị sẽ có lớp cửa cuốn bên ngoài, lớp cửa nhôm bên trong và có màn rèm. Nhà này thì giá bán hơn 6 tỷ, tặng kèm full nội thất bên trong. Bên trong thì gia chủ thiết kế và tặng kèm full nội thất. Chúng ta dưới tầng trệt thì sẽ có không gian của phòng khách và bếp kết hợp với nhau. Không gian phòng khách thì có sofa và có màn hình TV 65 inch, có tủ kệ TV, phía trên thì có trần thạch cao đèn chiếu sáng. Bên trong, bên đối diện với cửa chính là khu vực bếp với bàn ăn 6 ghế, ngay khu vực bếp là cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính. Kết hợp với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường, có khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi, tủ lạnh hai cánh Toshiba, khu vực bồn rửa. Và đây là không gian bếp và căn nhà. Căn nhà này rất là đẹp, thiết kế thoáng sáng và ngang rộng lên tới 7m, độ dài cũng là 7m, một căn nhà vuông. Với giá bán chỉ 6 tỷ hơn và tặng kèm full nội thất khi mua. Vị trí rất là đắc địa, nằm ngay trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên chợ và nhà thờ Hình Thông Tây. Quý vị quan tâm căn này thì hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Với hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch, và chúng ta đang cùng mình tham quan không gian dưới tầng trệt. Dưới tầng trệt thì có phòng khách, phòng bếp và vệ sinh ngay dưới cầu thang. Khu vực cầu thang thì ép sát vào một bên tường với vệ sinh ở dưới cầu thang này. Vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Khu vực cầu thang đi lên với mặt đá hoa cương màu trắng, có đèn led và có tay vịn của cam xe, tan can kính cường lực 10 ly. Chúng ta đang cùng với Hùng theo cầu thang lên tham quan không gian. Lên không gian lầu 1, phòng ngủ số 1 và số 2 nha mọi người. Phòng ngủ này thì hai phòng ngủ sẽ sử dụng chung một phòng vệ sinh. Tổng cộng nhà mình sẽ có 3 phòng vệ sinh nha. Phòng vệ sinh thì chúng ta sẽ có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh thì có cửa sổ và cửa ra khu vực giếng trời. Và hai phòng ngủ thì sẽ nằm bên ngoài. Với giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ TV. Khu vực bàn trang điểm, phía trước là hệ thống cửa nhôm lùa. Ra khu vực ban công có màn rèm hai lớp và có chùm cây xanh. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất và có cả tủ áo, phía sàn thì ốp gạch giá gỗ. Phía trên thì có trần đóng phẳng với đèn led bên trong và có máy lạnh Asano tặng kèm. Quý vị đang cùng với Hùng tham quan trực tiếp căn nhà ngang 7x7 nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với giá bán anh chị chủ nhà đang chào bán quá mềm mại và hấp dẫn, 6 tỷ 880 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Không gian phòng ngủ số 2 phía đằng trước thì quý vị cũng có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, đèn led, những bức tường đầu giường được dán giấy ốp nhựa và treo tranh rất là tuyệt vời. Mỗi phòng ngủ đều được gia chủ tặng kèm đầy đủ nội thất khi mua, và với một căn nhà thiết kế đẹp như thế này thì quý vị sẽ có hệ thống cửa nhôm lùa 4 cánh ra khu vực mặt tiền chính lấy sáng và lấy gió cho không gian của căn nhà. Và mỗi căn phòng thì đều thiết kế đẹp, không gian rất là thoáng và sáng cũng như là cực kỳ mát nha mọi người. Chúng ta đang tham quan lầu 1, không gian phòng ngủ số 1 và số 2. Và di chuyển lên bên trên, quý vị sẽ cùng đến với cả lầu 2, không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Quý anh chị đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp căn nhà với giá bán 6 tỷ 880 triệu đồng. Hướng chính nam, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà xây mới, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Và tặng kèm full nội thất bên trong với 4 phòng ngủ cực kỳ đẹp và chill. Nội thất cao cấp, cách đường chính đường xe hơi khoảng tầm 15m, phù hợp cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Với hệ thống cửa lùa 4 cánh ra khu ban công cho mỗi phòng ngủ, tạo nên những hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp và cực kỳ sáng cho căn phòng của nhà mình. Và quý anh chị đang tìm mua nhà ngang rộng, thiết kế đẹp, không gian thoáng sáng, nội thất cao cấp và vị trí đắc địa thì hãy gọi cho Huy Hùng để đến xem và tham quan cái sản phẩm này.
Giá bán đang rất hấp dẫn, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Quý anh chị quan tâm căn nhà này, còn chần chừ gì mà không gọi trực tiếp cho Huy Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Vị trí căn nhà thì gần kề bên là công viên Làng Hoa, sát bên hãng Mercedes-Benz, chợ và nhà thờ Anh Thông Tây, khu vực đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Từ nhà di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 20 phút đi xe gắn máy thôi. Quý vị mua căn này thì có thể vừa ở vừa làm phòng công ty này, vừa cho thuê, vừa làm showroom spa, vì vị trí căn nhà rất là gần với đường chính, cách đường xe hơi chỉ khoảng tầm 15m sau lưng căn mặt tiền. Và với một căn nhà thiết kế đẹp, nội thất cao cấp, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng thì quý vị cũng có thể mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày luôn. Và không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng của căn nhà Hùng vừa giới thiệu đến mọi người xong. Và hai phòng ngủ thì sử dụng chung một phòng vệ sinh, nhà mình có tổng cộng là 3 phòng vệ sinh nhé. Phòng vệ sinh thì đều có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh thì ốp gạch lên cao phun trần. Và trên cùng quý vị sẽ cùng mình đến với khu vực sân thượng, với sân thượng được làm cầu thang lên trên, có không gian phòng giặt, phòng sân thượng có khu vực để phơi đồ. Đây chúng ta có khu vực để phơi đồ này. Mai mốt hoàn công xong thì gia chủ sẽ làm mái cho mình lên cao khu vực này nhé. Và ở đây thì quý vị sẽ có khu vực giặt đồ, và ngoài đây là khu vực phơi đồ cũng là sân thượng của căn nhà. Khu vực sân thượng thì gia chủ để bộ bàn ghế sát trên đây, và có bồn nước cũng như là chỗ để chúng ta gắn mặt trời và những cục nóng máy lạnh phía trên khu vực sân thượng này nha quý vị. Như vậy là quý vị vừa cùng với em Huy Hùng đến tham quan một siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 7x7 nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cách mặt tiền đường chính đường xe hơi 15m. Đối diện nhà mình là căn biệt thự siêu sang với giá bán quá mềm mại và hấp dẫn, chỉ 6 tỷ hơn thôi. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.